Bên này ở bên mì Linda Sandwich. Dầu, em dầu. Ok. Anh em có duyên quá, gặp lại luôn á. Thứ ba gặp lại nữa không? Chắc gặp hết tháng này luôn, quá tiếng rồi, anh Đức tiếng càng ngày càng đẹp. Thank you. Rồi, sao mà? Magic. Can I get the bill? It's magic. 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 Trước khi chia sẻ. Oh, Linda Chang is in the house. Hi, Linda. Oh. Sorry, you filming? No, no. You're not here. It's okay. Linda's here, everybody. Không sao, baby is good. Journey rất là đặc biệt nha, phải đặc biệt cho nên mới dính với cái lời nói của Linda, Journey là tên là Journey, tôi nhìn che mặt, Journey tên là Journey Phạm nhưng mà chàng rất là clever và rất là thông minh và add thêm chữ OUS thành là Journey Famous. Journey Fam là Journey Phạm nhưng mà bỏ vô thêm chàng bỏ vô thêm chữ OUS là Journey Famous và Famous thì là có nghĩa là nổi tiếng đó các bạn. 1, 2, 3 say cheese. Hồi nãy giờ quay nha. Ok, try again. 1, 2, 3, say cheese. Cheese. Wow. Ngồi ở trong cái trong video trong làm hai người nổi tiếng này rất là thấy hãnh diện nha. Đây là tài tử MC Đức Tiến. Còn đây là thời trang là Mỹ Hạnh. Nothing but hot. That's all I can say. Hot. Coi là cái nail nó đỏ. Sáng. Ủa mình nói là cái gì vậy? It's magic. Bánh mì Linda. It's magic. Yeah, Linda Chang the sandwich, everybody. It's magic. Come check it out. It's magic. It's magic. It's magic. It's magic. It's magic. Magic. Can I get the bill? It's magic. 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 Magic. Can I get the very magic? It's magic. Magic. It's 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 magic. Bye.
quý vị biết không, Vi Đức Tiến ngồi làm việc cùng với anh Mồng Xô là Tony Facebook thì Tiến có hỏi ảnh là wow anh đi chơi nha, bước nguyên một cái nhóm đi quay tour là cũng không đơn giản đâu. Thì anh ấy có tiết lộ với Tiến là anh ấy rất là mê những cái người trong nhóm đi quay tour, từ Chi Phương Trinh, từ Thái Tài, Linda, Tony Ngô và cũng như Henry Trúc từ thổ ảnh còn đi học ở trường và đã biết từ rất là lâu rồi. Thì bây giờ là với anh nè, hôm nay gặp gỡ với những người anh rất là yêu mến và cũng như là sẽ mời đến cái phần show của mình, thì điều gì mà anh cảm thấy happy nhất khi được mời nhóm yêu với tour trong show của anh? Thank you Đức Tiến, I'm very honored. There's a lot of women ask about you, like wow, Đức Tiến là người tài tử phải không? Đúng rồi, tài tử điện ảnh. Đức Tiến cùng với Quỳnh Mai cùng áp bộ với nhau làm cái show trên đó. Hai anh em thì làm cái show chung với nhau thì nhiều. Tiến mới nói là mình làm cái show này đi em, để mà đánh dấu sự trở lại của em và cũng như muốn làm cho khán giả vui hơn. Ngoài những show khác thì khán giả cũng coi. Chúc mừng nha. Show out. Gần show out chỉ còn khoảng 5 tháng nữa thôi. Từ đây nó sẽ show out cho nên chúc mừng. Thank you. Thì cũng rất là happy khi mà được làm việc cùng với nhóm New Way rất là nhiệt tình, cùng với Đức Tiến, cùng với chị Tina, cùng với lại quý vị hãy đến quậy như chưa bao giờ, một đêm giao vũ không thể bỏ qua. Ok. See you there.